Hello, hello anh em. Chào mừng em quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì ok, trong thời gian gần đây thì mọi người cộng đồng ở Việt Nam cũng như là nước ngoài rất hay nhắc tới cái tựa game Titan Hunter. Thì nhiều anh em trong cộng đồng của Bang Bang á cũng hiện tại cũng đang chơi game rồi và một số anh em cũng mới cũng chưa thử chơi cái tựa game này. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ và cái cách để chúng ta tìm hiểu và bắt đầu chơi tựa game Titan Hunter này nhá. Thì đầu tiên anh em vào cái app của titanhunter.io này. Thì hiện tại Titan Hunter đã có phiên bản trên iOS và Android. Thì Titan Hunter là một tựa game nhập vai nhé, nhập vai trên thiết bị di động mobile này. Thì anh em có thể lên đó tải về. Thì ngoài ra nếu mà anh em có máy tính cấu hình mạnh thì chúng ta có thể hoàn toàn là sử dụng cái chức năng cũng giả lập trên thiết bị máy tính được, tức là giả lập Android ấy, chúng ta tải về có rất nhiều phần mềm giả lập để chúng ta có thể chơi trên máy tính luôn nhá. Ok, thì ở đây anh em có thể thấy này, trên iOS và Android thì hiện tại trên App Store của iOS thì đánh giá là 4 sao này. Đó. Có các cái review đánh giá. Tương tự trên Android của Google Play cũng có khoảng đánh giá là 4 trên 5 sao và có khoảng hơn 1.000 lượt đánh giá rồi. Thì ở đây anh em sẽ hình dung là đây có chơi được free hay không và kiếm tiền như thế nào đúng không ạ? Câu hỏi anh em luôn luôn đặt ra. Thì mình cũng chia sẻ luôn. Thì cái game Titan Hunter này họ sẽ hướng đến hai đối tượng. Một là đối tượng chơi game truyền thống, là chơi hoàn toàn free luôn, không mất gì để chơi cả, không cần đầu tư để chơi cả, chơi free nhưng mà thật ra sẽ không kiếm được tiền nhé. Đấy là đối tượng đầu tiên này. Đối tượng thứ hai là đối tượng người dùng crypto. Thì người dùng crypto là chúng ta cũng chơi free trải nghiệm trước được, nhưng mà khi chúng ta muốn kiếm tiền chúng ta bắt buộc phải đầu tư nhé, invest to earn chứ không phải là free to earn. Anh em đi lưu ý hai cái điểm này nhé. Titan Hunter hiện tại ở một số cộng đồng cũng rất là nổi rồi. Đây mình ví dụ cho anh em nhé, mình sẽ mở một cái tab gọi là cái tab ẩn danh đi. Mình sẽ mở YouTube lên này để mình search này. Thì mình sẽ search cái từ khóa là Titan Hunter xem có nhiều người quan tâm, nhiều người tìm hiểu về nó hay không. Đó. Thì đây là có một video của Bang Bang Gaming cũng làm thế này, cũng có rất nhiều lượt xem này, các video ở bên khác này. Thì anh em kéo xuống dưới thì em sẽ thấy là bên Nhật Bản, cộng đồng của người Nhật Bản đang rất là FOMO cái con Titan Hunter này. Rất là nhiều người đang chơi này, rất là nhiều người review và đánh giá, hầu như là toàn của Nhật Bản luôn. Thì đây chính là một cái điểm khác biệt của Titan Hunter mà anh em cần lưu ý nhé, là cộng đồng bên Nhật Bản cũng đang rất là quan tâm tựa game này rồi. Ok, để bắt đầu chơi game được chúng ta ấn vào Go to App này. Đó, thì trong đây họ cũng có hướng dẫn chúng ta từng bước một để chúng ta có thể là thiết lập cái tài khoản như là kết nối ví để chúng ta chơi game. Thì anh em lưu ý ở phần này, nếu mà anh em là người dùng chơi hoàn toàn là non crypto đúng không ạ, người dùng chơi game truyền thống thì chúng ta chơi hoàn toàn free được, thì chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản thôi và chúng ta đăng nhập và chơi game. Hoặc là chúng ta chỉ cần là login access, tức là chúng ta login với người dùng khách mời, chúng ta hoàn toàn chơi trải nghiệm được thôi. Thứ hai, nếu mà anh em là người dùng crypto đúng không ạ, thì chắc chắn là như em đã follow và đang follow Bang Bang Gaming thì mình đoán đến 80% là người dùng crypto rồi. Thì chúng ta cần phải kết nối ví nữa để chúng ta có thể bắt đầu earn được. Thì đây họ cũng có 4 bước này: đăng ký tài khoản mới này, kết nối ví, summon, tức là chúng ta sẽ mở các cái box NFT. Là đây là cái bước mà chúng ta cần phải có Titan để chúng ta mở ra các nhân vật NFT chúng ta bắt đầu kiếm được, và bước cuối cùng chúng ta bắt đầu earning thôi, Titan thôi. Ok, thì chúng ta đi từng bước một nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng ký tài khoản này. Đó, chúng ta kích vào đăng ký này, chúng ta sẽ điền địa chỉ email. Ví dụ mình sẽ điền địa chỉ email của Bang Bang này. Đó, mình sẽ nhập password này. Phần register. Ok, thì họ sẽ gửi một cái mã code về email của chúng ta. Thì chúng ta sẽ vào cái email của chúng ta nhận cái mã code nhé. 1 minute later. Đó, paste vào. Verify. Ok, vậy là đăng ký xong cái tài khoản. Thì nếu như bước đầu tiên anh em mà là chơi free thì chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản xong chúng ta đăng nhập là chúng ta chơi được rồi. Còn bước thứ hai là chúng ta cần phải liên kết ví đúng không ạ? Thì cái bước liên kết ví này là dùng cho anh em crypto. Anh em rất là lưu ý bước này nhé. Nếu bạn nào mới từ game truyền thống mà nhảy sang cái game blockchain, game crypto ấy, thì anh em cũng lưu ý phần này luôn. Thì đầu tiên là chúng ta cần có một cái ví, một là ví Coin98, hai là ví MetaMask. Thì mình có thể sử dụng ví MetaMask nhé. Đây thì mình sẽ lên ví MetaMask này. Để search này, bạn kéo xuống này, bạn vào download này, đó, bạn vào Chrome này để bạn add cái thêm vào Chrome, thêm tiện ích. Ok,
Ok, sau khi thêm xong chúng ta sẽ pin lên này. Pin cái MetaMask lên. Đó, ok. Đồng thời thì họ cũng sẽ hiện ra để chúng ta bắt đầu này. Chúng ta sẽ tạo một cái ví mới nhé. Đó, đây thì mật khẩu thì tối thiểu là 8 ký tự đúng không ạ? Đó, đọc và đồng ý này, tạo. Để ấn phần tiếp theo này. Đó, ở đây để nhập hiển thị các cái 12 ký tự. Thì đây anh em rất là lưu ý phần này. Thì đây là mình làm video demo cho mọi người, nên là mình mới show cho mọi người các cái ký tự 12 cái từ này để mọi người biết thôi. Giả sử như mà các bạn mà làm thì các bạn không được show ra hết nhé. Mình sẽ điền lần lượt này. Đó, mình xác nhận. Ok, tất cả đã hoàn tất. Đó, thì sau khi mà có ví MetaMask này rồi thì cái game Titan Hunter được build trên mạng lưới của hệ sinh nhà của blockchain là Binance Smart Chain, thì chúng ta cần phải thêm cái network là Binance Smart Chain vào nữa. Thì chúng ta vào cái trang trên lead nhé. Đây, trên lead.org. Đó, thì chúng ta sẽ đầu tiên là kết nối ví này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ tìm cái mạng Binance Smart Chain BSC này. Đó, mainnet, nhớ cái mạng mainnet này, trên ID là 56 và currency là BNB, add to MetaMask. Ok. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là mạng BSC chưa. Ok, chúng ta đã có mạng Binance Smart Chain rồi. Ok, thì sau khi mà đã có mạng Binance Smart Chain thì chúng ta cần phải có token BNB và token Titan nếu chúng ta muốn đầu tư đúng không ạ? Thì cái bước đấy mình sẽ hướng dẫn sau. Đó, thì sau khi đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đăng nhập này, quay lại chúng ta đăng nhập. Đăng nhập này chúng ta sẽ nhập mail vào. Ta nhập password khi nãy vào này. Ta login. Ok, khi login xong này, đây là chúng ta login thành công rồi. Thì nó sẽ có các cái thiết bị, các cái item như màn hình. Thì đây chúng ta sẽ kết nối ví nữa. Đó, ấn vào connect wallet này. MetaMask. Đó, thì khi connect wallet chúng ta sẽ link với cái mail, cái ví và cái mail chúng ta. Thì anh em rất là lưu ý, một Gmail, một email chỉ được liên kết với một ví duy nhất nhé. Đó, sau khi xong thì chúng ta sẽ thấy này, có địa chỉ ví và có email là thành công. Thì đây chúng ta sẽ có các vật phẩm như sau này. Vật phẩm non-NFT gồm có gun và gear. Nó sẽ có các vật phẩm mặc định. Thì các vật phẩm mặc định này thì không thể nào audit lên NFT được. Nó là những vật phẩm non-NFT và chúng ta chỉ dùng chơi được thôi. Thứ hai là các vật phẩm NFT này, khi mà chúng tôi có thì nó sẽ hiện ở đây. Vụ gun này có những cái gì này, kia có những vật phẩm gì. Ngoài ra nó có cái độ hiếm của từng cái item, từng cái vật phẩm, từ là common, rare, elite, epic, heroic, legendary là hiếm nhất. Tương tự như có các cái vật phẩm kia là hat này, glove này, face này, boot này, armor, backpack, cũng là các cái skill, các cái level thì chúng ta có thể search xem từng phần được. Đó, vậy là chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công rồi, đã liên kết ví thành công và có các cái vật phẩm chúng ta hoàn toàn chơi free được rồi. Thì trong các video sau thì mình sẽ có một chuỗi video nhé. Mình sẽ chia sẻ sâu về cái Titan Hunter này, thì từng bước anh em chơi tối ưu cái đội hình cũng như làm cách nào để kiếm được nhiều Titan nhất. Ok, vậy là trong video này thì mình đã cùng anh em tìm hiểu cũng như là cách để chúng ta bắt đầu cái tựa game Titan Hunter, cách để chúng ta đăng ký tài khoản, kết nối ví dành cho anh em là người mới. Thì anh em nếu mà có khó khăn hay là thắc mắc hay bất cứ cái vướng mắc nào thì mọi người cứ mạnh dạn comment dưới video nhé, hoặc là join nhóm của Titan Hunter Việt Nam này, mình sẽ để link dưới mọi tại video, hoặc là join group của Bang Bang Gaming để hỏi các admin thì mọi người sẽ trả lời rất là nhiệt tình. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì mọi người nhớ ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng một nút like này, một nút đăng ký và bật chuông thông báo lên để nhận video sớm nhất từ team của mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.